Sáng ngày 1 tháng 10 tại Hà Nội, Vietinbank đã tổ chức buổi gặp mặt cán bộ hưu trí trụ sở chính nhân ngày quốc tế người cao tuổi. Đến dự sự kiện có ông Lê Đức Thọ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietinbank, ông Trần Minh Bình, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Vietinbank và các ông bà trong Ban thường vụ Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Công đoàn, Đoàn thanh niên Vietinbank. Đặc biệt, sự kiện còn có sự hiện diện của các ông bà nguyên lãnh đạo Vietinbank và đông đủ cán bộ hưu trí trụ sở chính. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Lê Đức Thọ đã nhìn lời chào mừng và gửi lời chúc các cán bộ hưu trí của trụ sở chính Vietinbank luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietinbank Lê Đức Thọ đã báo cáo vắn tắt những kết quả chính của hệ thống Vietinbank đã đạt được đến thời điểm hiện tại. Với các thành tích toàn diện, vượt trội, Vietinbank đã được các tổ chức uy tín trong và ngoài nước ghi nhận, đánh giá cao, được Đảng và Nhà nước phong tặng nhiều danh hiệu cao quý. Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietinbank Lê Đức Thọ nhấn mạnh, những thành tựu to lớn của Vietinbank có những đóng góp không hề nhỏ của các nguyên lãnh đạo cùng hàng vạn cán bộ các thế hệ nối tiếp nhau, công sức và những đóng góp của các thế hệ đi trước đã tạo nên động lực mạnh mẽ để các thế hệ cán bộ Vietinbank hôm nay tiếp nối, vun đắp thành truyền thống và văn hóa, góp phần xây dựng nên một Vietinbank phát triển vững mạnh. Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietinbank Lê Đức Thọ mong rằng các cán bộ hưu trí Vietinbank sẽ tiếp tục dành sự quan tâm sâu sắc, cống hiến trí tuệ, đóng góp ý chí và động lực to lớn cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của Vietinbank. Nhân dịp này, ban lãnh đạo Vietinbank đã tặng hoa, quà mừng thọ các cụ hưu trí. Cũng dịp này, ban liên lạc hưu trí trụ sở chính đã tổ chức tổng kết nhiệm kỳ hoạt động 2016-2019 và bầu ban liên lạc nhiệm kỳ 2019-2022. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống.